Nga cảnh báo NATO tấn công Crimea sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Ngày 27 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết bất kỳ sự xâm phạm nào trên bán đảo Crimea của một quốc gia thành viên NATO có thể dẫn đến việc tuyên chiến với Nga và nổ ra thế chiến thứ ba. Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga và mãi mãi là như vậy. Mọi nỗ lực nhằm xâm phạm Crimea đều là hành động tuyên chiến với đất nước chúng tôi, ông Medvedev nói. Nếu hành động này được thực hiện bởi một quốc gia thành viên NATO, điều này đồng nghĩa với việc xảy ra xung đột với toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đó chính là Thế chiến thứ ba. Đây hoàn toàn là một thảm họa, quan chức Nga nhấn mạnh. Cựu Tổng thống Nga cũng nói rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ củng cố biên giới và sẵn sàng cho các hành động đáp trả. Điều đó có thể bao gồm việc lắp đặt tên lửa siêu thanh Iskander ở ngay ngưỡng cửa của họ, ông Medvedev nói. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý rằng Thụy Điển và Phần Lan phải tự chịu những rủi ro khi gia nhập NATO và đối mặt với hậu quả. Ông Medvedev cho biết việc hai nước Bắc Âu này gia nhập NATO không tạo thêm bất kỳ mối đe dọa mới nào. Các nước này từng có quan hệ tương đối tốt đẹp với Nga. Chúng tôi hiện không có tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia này và không lường trước điều gì. Nếu họ cảm thấy tốt và an toàn hơn khi tham gia liên minh, hãy để họ làm điều đó, chính trị gia Nga nói. Quan chức cấp cao Nga chỉ ra rằng NATO đã ở gần biên giới của Nga, ngay cả khi không có Thụy Điển và Phần Lan. Chúng tôi sẵn sàng cho những hành động đáp trả, ông Medvedev cảnh báo. Nga nói lính Ukraine rút chạy hỗn loạn khỏi Lysychansk. Nga nói Ukraine đang tìm cách ngăn binh sĩ rút khỏi thành trì miền đông Lysychansk, tuyên bố đã pháo kích một đơn vị cực hữu được cử đến đây. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine đang tìm cách ngăn chặn sự rút chạy hỗn loạn của các đơn vị tại Lysychansk, một phân đội của nhóm vũ trang cực hữu Right Sector được triển khai để ngăn một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 rút khỏi làng Volcheyarovka. Phân đội này đã bị pháo binh Nga tiêu diệt, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 27 tháng 6. Tướng Konashenkov thêm rằng binh sĩ Nga đã diệt 14 lính đánh thuê nước ngoài thuộc hai nhóm thám báo gần nhà máy lọc dầu Lysychansk. Nhóm đầu tiên gồm công dân nhiều nước châu Âu, nhóm thứ hai là lính đánh thuê Georgia, phần lớn là tội phạm. Một số đã tham gia tra tấn dã man và sát hại binh sĩ Nga gần Kiev hồi tháng 3. Chúng tôi đã tìm thấy và trừng phạt chúng, ông nói. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Một quan chức dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng trước đó cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra trong nội thành Lysychansk. Các cánh quân tiến vào từ năm hướng và đang dần siết chặt vòng vây quanh trung tâm thành phố. Người này nói với hãng thông tấn TASS của Nga. Đại diện LPR tại Nga Rodion Mirosnik trước đó cho biết dân quân ly khai đã kiểm soát khu công nghiệp của Lysychansk và mở mũi tiến công từ phía nam thành phố, trong khi thành phố Severodonetsk ở đông bắc đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga. Tỉnh trưởng Luhansk Sergei Gaidai kêu gọi dân thường sớm sơ tán khỏi Lysychansk, nhấn mạnh tình hình tại thành phố miền đông Lysychansk rất khó khăn và đô thị này đã chịu nhiều thiệt hại do các đợt pháo kích của Nga, nhưng không cho biết còn bao nhiêu dân thường đang bám trụ tại khu vực. Sau khi Severodonetsk thất thủ, quân đội Nga cùng lực lượng ly khai bắt đầu tiến đánh Lysychansk, thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk. Việc giành được thành phố sẽ giúp lực lượng Nga hoàn thành mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo máy bay nước này đã phóng 4 tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy của tập đoàn tên lửa Atium ở quận Shevchenkovsky ở thủ đô Kiev hôm 26 tháng 6. Đây là doanh nghiệp sản xuất đạn pháo phản lực cho quân đội Ukraine. Dữ liệu theo thời gian thực cho thấy cả 4 tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, xóa sổ hoàn toàn nhà xưởng. Cơ sở hạ tầng dân sự tại Kiev không bị ảnh hưởng bởi khí tài chính xác cao của Nga. Một trong các tên lửa phòng không Ukraine bị đồng đội bắn nhầm đã rơi xuống khu dân cư. Tướng Konashenkov nói, đề cập đến cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Kiev trong 3 tuần qua. Quan chức Nga cho hay, các hệ thống phòng không S-300 và Buk-M1 Ukraine triển khai quanh thủ đô Kiev phóng hơn 10 quả đạn để đối phó đòn không kích. Sự thiếu hiệp đồng giữa các khẩu đội dẫn đến tình trạng bắn lẫn nhau khi hai quả đạn S-300 bị các tổ hợp Buk-M1 đánh chặn, tướng Konashenkov nói. Giới chức Ukraine cho biết hai tên lửa Nga đã đánh trúng trung tâm thương mại với hơn 1.000 người ở thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh miền đông Poltava. Kirilo Timoshenko, phó tránh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, ít nhất 10 người đã không qua khỏi và 40 người bị thương. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Kremenchuk là thành phố công nghiệp với dân số 217.000 người trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Đô thị này nằm bên bờ sông Dnipro, là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Một số cơ sở công nghiệp tại Kremenchuk từng bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hồi tháng 4. Trong bài phát biểu qua truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức,
Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước G7 và đồng minh cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại, áp đặt thêm cấm vận nhằm vào Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine xuất khẩu ngũ cốc và tái thiết sau xung đột. Các lãnh đạo G7 trước đó cam kết đồng hành với Ukraine bằng cách duy trì các biện pháp hỗ trợ Kiev và tăng cường trừng phạt Moscow. Tổng thống Zelensky thể hiện rõ rằng giờ không phải lúc đàm phán. Ukraine sẽ đàm phán khi sẵn sàng, đó là lúc họ tái lập được vị thế vững chắc. Trong lúc này, ông ấy muốn kết thúc chiến sự trước mùa đông, quan chức Pháp giấu tên tiết lộ. Ông Zelensky cho rằng xung đột cần chấm dứt càng sớm càng tốt bởi điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho binh sĩ Ukraine. Ukraine cũng đang tìm kiếm những khí tài giúp ngăn cản đà tiến quân của Nga và đẩy lùi đối phương về phía ranh giới hồi tháng 2, một quan chức Liên minh châu Âu EU am hiểu vấn đề nói thêm. Nga dọa triển khai khí tài hạt nhân sát Thụy Điển, Phần Lan. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều khí tài hạt nhân sát cửa ngõ Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước vào NATO. Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải mối đe dọa mới với chúng tôi. Các quốc gia đó từng có quan hệ tương đối tốt đẹp với Nga, nhưng tranh chấp lãnh thổ và bất đồng với họ đã được dự báo trước. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những bước đi đáp trả, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 27 tháng 6. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga, nói rằng chiều dài biên giới giữa Nga và NATO sẽ tăng hơn 2 lần khi Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên liên minh. Cảnh báo quy chế phi hạt nhân ở khu vực Baltic sẽ trở thành dĩ vãng và Moscow sẽ phải tăng cường lực lượng ở miền Bắc đất nước. Sự xuất hiện của tên lửa Iskander, tên lửa siêu vượt âm và tàu chiến mang khí tài hạt nhân sát cửa ngõ hai nước không phải điều tốt đẹp. Rất ít người hài lòng với việc tiền thuế được dành cho chi tiêu quân sự để đổi lấy sự bảo trợ từ NATO thay vì đầu tư cho những chương trình xã hội và nhân đạo. Kinh nghiệm hàng chục năm qua cho thấy leo thang căng thẳng với Nga là vô nghĩa và rất tốn kém. Ông nói thêm, căng thẳng giữa Nga và NATO cũng như khu vực Baltic gần đây leo thang sau khi Thụy Điển cùng Phần Lan xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Nếu NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, Nga sẽ trở thành nước duy nhất ven biển Baltic không phải thành viên của liên minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 5 không chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển xin vào NATO, nhưng cảnh báo hoạt động mở rộng những cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ hai quốc gia này sẽ kích hoạt phản ứng từ Moscow. Hành động cụ thể sẽ dựa trên mối đe dọa mà họ tạo ra với Nga, ông Putin nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 5 thông báo Nga sẽ thành lập 12 đơn vị quân đội trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực quân khu phía Tây phụ trách sau khi Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO. Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ công bố kế hoạch cung cấp mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không, tầm trung, tới tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden hiện đang dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức, gần đây tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các loại đạn dược và hệ thống rocket tiên tiến hơn để Kiev đối phó với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7 trong ngày 27 tháng 6. Ngoài Mỹ, nhiều nước khác dự kiến cũng sẽ công bố trong tuần này các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn pháo và radar. Phía Ukraine đã đề nghị được cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa có tên là NASAMS, vì vũ khí này có thể đánh trúng mục tiêu cách hơn 100 km. Theo nguồn tin, lực lượng Ukraine có thể sẽ cần được đào tạo về hệ thống này. Mỹ liên tục công bố các gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden thông báo viện trợ quân sự 450 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, cung cấp cho Kiev thêm 4 hệ thống pháo rocket đa nòng và đạn pháo cho các hệ thống khác. Trước đó vào đầu tháng này, Mỹ công bố gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.